Hello chào các bạn, mình là Yoho đến từ channel Quả Đêm. Ở cái giọng đó mình cảm đang hoàng dữ lắm. Thì channel của mình á là chuyên hướng dẫn về edit video nè, hình ảnh nè, sau hơn nữa là về VFX nè, mai mốt có thể là 3D nữa. Video này sẽ được đăng vào trong trước cái dịp Tết một vài ngày, cho nên mình muốn làm cái hiệu ứng gì đó mà có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc du xuân hoặc là đón Tết một chút, là dán một cái hình lên trên một cái áo trống không như vậy. Các bạn cũng có thể áp dụng lên mấy cái áo khoác hoặc là những cái áo nào mà có những cái vết nhăn, đặc biệt là những cái áo mà nó trơn là ok. Thôi, Tết nhất rồi, mình không có lòng vòng nữa. Để các bạn còn đi dọn nhà, dọn cửa, lau mấy cái bộ ghế rồng, ghế phượt. Rồi bây giờ chúng ta vô trong cái phần chuẩn bị để làm được cái hiệu ứng này. Bước chuẩn bị đầu tiên là mình phải có một cái phố tiệc nó đẹp, thì lúc mà tracking á nó mới dễ dàng. Thì đơn giản là các bạn quay bằng điện thoại nha. Các bạn nên quay làm sao để nó đừng có rung, để camera một chỗ thì càng tốt. Rồi khi mà cái áo nó di chuyển á thì đừng có di chuyển nhiều mặt quá, chỉ nên lắc qua lắc lại hoặc di chuyển tịnh tiến lên trước ra sau nhẹ nhàng thôi nha, đừng có với là đứng trước gió nữa là chết luôn á. Còn mấy cái áo trơn nếu không vậy nè, có con gấu cũng được nha, có mấy cái logo nhỏ nhỏ thì càng tốt, tại vì phần mềm nó track được ngon hơn. Chưa kể là các bạn lột con gấu này ra xong các bạn thấy hình khác vô được luôn. Mà lỡ nha, lúc mà ăn tiệc á nó văng nước tương nước cà rồi sốt rồi tùm lum lên áo nè, thì phần mềm nó còn dễ track hơn. Đó là một lợi thế. Rồi ok, vô trong phần hướng dẫn chỉ cho nè. Trong phần mềm, mình với các bạn làm chủ yếu có hai bước à. Bước đầu tiên là tạo ra các cái điểm track để nó nhận diện được đâu là cái áo của chúng ta, rồi chỗ nào là nếp nhăn, chỗ nào lồi, chỗ nào lõm. Bước tiếp theo là thay cái hình ảnh mà mình muốn vô, còn bước 3 là điều chỉnh lại hoặc là muốn thay thế một cái hình ảnh khác rồi điều chỉnh lại cho nó có độ sắc nét, độ sâu với lại cái áo. Giờ làm cái bước đầu tiên ha, thì chúng ta chỉ cần mang cái video vào trong cái After Effects để xử lý thôi. Hiệu hôm nay chúng ta sẽ sử dụng là Mocha. Đợt trước là mình hướng dẫn các bạn track ở trên cái màn hình điện thoại nè, thế cái hình vô bằng Mocha rồi đó. Bữa nay thì chúng ta dùng lại nó, nhưng mà với mục đích nó hơi khác chút. Mà Mocha thì phải trả phí mới xài được, còn nếu mà chúng ta muốn dùng miễn phí thì ở trên Google nó có chỉ rồi đó. Sau khi bỏ Mocha vào trong video, các bạn nhớ chỉnh lại cái khung review về cái chế độ full thì mới sử dụng nó ngon lành được nha. Tiếp theo là bấm vào trong cái logo Mocha thì nó sẽ hiện ra cho bạn một cái workspace để mình dùng riêng cho việc tracking. Ai mà thấy cái khung làm việc nó hơi khác cái chỗ của mình một chút thì các bạn bấm vào trong cái ô này nè. Đó, chuyển về cái classic là nó y chang luôn. Để chuẩn bị cho bước track, các bạn cần phải đưa cái kim thời gian ra đúng cái vị trí nào mà cái áo của chúng ta nó hiển thị một cách rõ ràng nhất. Nó không có bị che chỗ này chỗ kia nha, rõ ràng nhất là được. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào trong cái icon này để bắt đầu track xung quanh cái viền của cái áo. Trường hợp cái áo nó hơi nhỏ thì các bạn dùng cái lanh chuột lăn lê lăn xuống để nó zoom vô nha, cho nó rõ. Ở bước này, chú ý là chúng ta sẽ tạo ra cái viền nhưng mà nó ăn vào bên trong cái áo một chút. Không có nhất thiết phải sát cái viền áo bên ngoài quá đâu, tại vì làm như vậy thì bạn phải canh nên nó hơi tốn thời gian xíu. Ở điểm cuối, sau khi mà các bạn tạo gần xong cái viền rồi đó, bấm click chuột phải để cho nó tự động nối điểm đầu với điểm đuôi. Tiếp theo là chúng ta cần tạo ra nhiều cái điểm track ở trên cái áo hơn, ở đây là mới xung quanh à. Để làm như vậy, các bạn chỉ cần tích vào trong cái ô Perspective và Mesh. Thì bây giờ cái áo của chúng ta nó đã có các cái đường lưới để nhận diện được các cái nếp nhăn một cách chi tiết hơn rồi. Nhưng với cái footage này của mình á, thì cái chế độ lưới nó vẫn chưa được tối ưu cho lắm, cho nên nó sẽ có một cái chế độ lưới khác. Các bạn chỉ cần vào trong cái ô là Generation Mode, các bạn đưa cái option về là Uniform, rồi bấm vào trong cái ô là Generate Mesh. Ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được một đống các cái điểm track ở trên cái áo như thế này. Vì chế độ Uniform này á, được khuyên dùng cho các cái vùng da, các cái vùng có nếp nhăn hoặc là vải, cho nên nó rất là phù hợp với lại cái footage hiện tại. Mình chắc là điều chỉnh thêm cả mesh size về 30 để cho các cái điểm track á, nó dễ dàng ăn với lại những cái phần nhăn ở trên áo của mình. Tại những cái phần nhăn đó thì nó hơi nhỏ, cho nên mình cần là cái mesh size nó nhỏ hơn để nó bắt tốt hơn. Lưu ý là nhỏ quá thì cũng không tốt, mà to quá thì nó track dễ bị trượt, cho nên các bạn cứ điều chỉnh lại cho nó vừa vừa. Lát nữa mình bấm track á, các bạn sẽ thấy là các cái điểm nó ăn theo các cái vết nhăn nó hoạt động như thế nào. Rồi sau này các bạn sẽ tùy chỉnh và có kinh nghiệm thôi. Rồi, giờ mình sẽ cho nó tự động track từ cái vị trí hiện tại cho đến hết về sau. Trong lúc nó track á, mình đứng đi đâu cả, mình đứng lướt Instagram, Facebook, TikTok. Mình quan sát mấy cái điểm track đi, rồi coi nó hoạt động sao, rồi sau mà còn biết điều chỉnh nhá. Cái phương tiện này á, thì nó cũng gần như là hoàn chỉnh rồi, nó cũng dễ. Nhưng mình biết luôn kiểu gì các bạn khi mà đi quay, các bạn cũng sẽ khô tay vào trong cái áo nè,
khô cái người, cái mạch vô trong cái áo nè. Lúc đấy thì phần mềm chắc chắn nó sẽ track sai, tại vì nó lấy thông tin của cả mạch cả tay nữa mà. Vậy thì làm sao để chúng ta fix đây? Thường lắm mình mới chỉ cho kỹ như vậy đó nha, chứ không là nói qua thôi đó. Ví dụ trong trường hợp mà nó track tới đây đi, cái nó ăn vô cái tay hay cái mặt á, thì mình pau nó lại ngay lập tức, rồi đưa cái kim thời gian ra cái đoạn nào đó thấy rõ được cái phần tay nhất, để tạo một cái vùng track riêng cho nó trước. Các bạn chỉ cần tạo ra một cái đường viền xung quanh cái tay là ok. Rồi qua bên cái góc trái, các bạn thấy chia layer 1, layer 2 không? Layer 2 là cái đường viền bạn vừa tạo xung quanh cái tay, còn layer 1 là cái đường viền hồi nãy bạn tạo xung quanh cái áo á. Giờ các bạn cần phải tracking riêng cái tay, để cho lát nữa phần mềm nó tự hiểu cái tay là một cái vật thể riêng. Mà track riêng cái tay á, thì các bạn cần phải tách hai cái icon này của cái layer áo đi. Cái bánh răng tức là cái layer áo nó sẽ không được chạy, nó không được hoạt động. Còn cái mắt là nó sẽ tách cái phần hiển thị. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần để cái auto track cho nó chạy từ trước ra đằng sau. Như vậy là chúng ta xử lý xong được cái phần tay cầm điện thoại rồi. Nhưng mà lỡ còn cái mạch nó cũng dính vô luôn trong cái áo thì phải làm sao giờ? Đơn giản là bạn lại tiếp tục tách cái răng cưa với lại con mắt của hai cái layer áo với lại cái tay cầm. Rồi bạn tạo ra thêm một cái vùng chọn mới là xung quanh cái mạch. Tách khuôn mặt các bạn chỉ cần kéo cái kim thời gian đến cái vị trí nào mà cái khuôn mặt nó rõ ràng nhất. Sau đó chúng ta cũng để cho nó auto track lại một lần nữa. Track được một khúc mình thấy nó bắt đầu lệch so với lại khuôn mặt của mình rồi. Để xử lý được mấy cái vụ mà lệch khuôn mặt á, các bạn đưa kim thời gian đến cái vị trí mà nó bắt đầu bị lệch. Sau đấy bấm vào trong cái icon keyframe, rồi chúng ta điều chỉnh từng chỗ riêng. Nói chung khúc này chỉ cần chọn sơ sơ qua thôi, miễn là nó nhận diện được khuôn mặt, để lần sau cái áo nó né ra nó không có bắt dính khuôn mặt là được. Sau khi đã track xong cái phần mặt và cái phần tay, bây giờ á mình sẽ set cho mỗi cái layer áo nó track thôi. Hai cái còn lại thì chúng ta tách cái răng cưa đi. Rồi chúng ta bấm cho nó auto track lại đúng cái vị trí như hồi nãy là ok. Tự nhiên nó sẽ chuẩn 100% à, chứ nó không có bị ăn vào giống như hồi nãy nữa thấy không? Nhưng mà đó chưa phải bước cuối cùng đâu. Các bạn cần phải bấm vào trong Stabilize, tích vào cái ô Mesh Warp, rồi đưa cái option về là 2. Rồi chúng ta mới tách cái phần review của Mocha được nha. Cho mình cắt ngang các bạn một xíu, là hiện tại cuối năm á, là mình vừa update cái khóa học Adobe Premiere Pro lên rồi. Rồi mình còn thêm một khóa nữa là Edit CapCut PC. Thì nếu như mà các bạn thích edit video và muốn bắt đầu học á, thì tham khảo ngay hai cái khóa này nha. Nó là một cái combo khi mà gộp chung short video dài YouTube. Rồi chúng ta vào phần hướng dẫn tiếp theo. Ở đây các bạn chỉ cần kéo cái hình ảnh nào mà các bạn muốn đặt lên trên cái áo vô trong After Effects thôi. Kéo nó vào trong timeline, nhớ là cho nó nằm trên nha. Sau đó các bạn điều chỉnh lại cái vị trí, làm sao mà nó khít và nó vừa với lại cái áo là được. Nếu hài lòng ở cái bước này luôn thì điều chỉnh lại cái blending mode của cái logo về cái chế độ là soft light. Nhưng nghĩ sâu xa hơn, về sau chúng ta có thể là thay đổi một cái logo, một cái hình khác thì sao đúng không? Cho nên là phải bỏ nó vào bên trong một cái comb nha. À, nhớ là vẫn đưa cái chế độ của cái comb này về soft light nha. Bên trong thì không có cần, nhưng mà bên ngoài chắc chắn phải cần. Tiếp theo, mình sẽ cho cái logo nó ăn dính lên trên cái áo tracking theo á. Thì các bạn chỉ cần copy cái effect Mocha từ cái video gốc qua bên cái logo. Trong một effect control, các bạn cần phải điều chỉnh lại một chút. Tích vào render nè, thay đổi cái module về là stabilize warp. Nó giống với lại cái bước cuối cùng, lúc mà chúng ta còn nằm ở trong cái khung review của Mocha á. Đây, bây giờ là cái kết quả, các bạn thấy con quả nó đã ăn dính vào trong cái áo rồi và nó cũng móp méo theo cái áo rồi. Cơ mà bây giờ mình lại muốn thay con chó vào, mình không muốn dùng con quả nữa, mình dùng cái con chim á. Thì đơn giản là chúng ta vào lại trong cái comb của logo á, chúng ta add thêm một cái hình logo khác vào, sau đấy điều chỉnh lại làm sao kích thước nó na ná với lại con quả. Điều chỉnh xong thì các bạn chỉ cần tắt cái layer con quả đi, để lại cái layer con chó thôi. Giờ trở ra ngoài comb tổng là con chó nằm trên áo rồi đó. Nếu mà nó hơi xê dịch thì lại vào bên trong cái mục logo điều chỉnh lại cái kích thước hoặc là cái vị trí một chút. Nhưng mà vẫn chưa xong, mình còn một cái chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là giờ làm sao để con chó nó đậm hơn, chứ để như vậy thì con chó nó kiểu hơi mờ nhạt quá. Đơn giản là nhân đôi cái comb logo lên thì chắc chắn là nó sẽ dày hơn rồi. Nếu thấy con chó nó hơi đậm quá thì vào bên trong opacity giảm lại một chút, thấy khi nào mà nó vừa vừa với cái áo thì thôi. Quả cuối cùng thấy là cũng ngon lắm rồi đó. Ai muốn chỉnh gì nữa thì cứ thay đổi các cái thông số sao cho đúng ý mình nha. Đó, như vậy là mình với các bạn đã xong một cái áo mới rồi. Thấy chưa? Thì áo của mình hiện tại nó đã có logo rồi. Tại vì áo này là được nghề tặng. Còn các bạn thì nên đi mua một cái áo mới. Cuối cùng thì vì video này sẽ được gửi đến nhiều người hơn nếu như mà nó có nhiều like. Cho nên là nếu như các bạn thấy nó hữu ích á,
thì tặng cho mình một like cho cuối năm mới nha. Thì hy vọng là được các bạn tặng cho một like và mấy subscribe thì cũng được nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng là chúng ta có một cái Tết vui vẻ và sang năm chúng ta có nhiều dự án nó mới mẻ thành công hơn. Và hẹn gặp các bạn vào năm sau. À quên, là Tết này á, là mình có một cái video ngay 30, 31 hay là mùng 1. Sẽ là một cái nội dung tổng hợp lại những cái kiến thức về short trên Reamer để mình tổng hợp vô cho các bạn coi lần thu. Hy vọng là được các bạn ủng hộ đón xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.